Hãy tận hưởng không khí Giáng sinh thật ấm áp và an lành cùng các ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam. Chương trình nghệ thuật từ thiện đặc biệt mang tên Điều ước đêm Noel. Quý khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục ca nhạc cực kỳ hấp dẫn từ các ca sĩ Mỹ Linh, Phan Anh, Quang Hà, Trà My cùng các vũ đoàn, nhóm hài kịch của nhà hát Tuổi Trẻ và tốp ca thiếu nhi Họa Mi Hà Nội. Đón xem chương trình trên đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vietstar Media và Action Media phối hợp thực hiện. Hệ thống trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim hân hạnh là nhà tài trợ vàng chương trình này. Thẩm mỹ viện Hoài Anh, Nhựa Thuần Phát, Bột Giặt Sojo, Medisana hân hạnh đồng tài trợ chương trình này.